Thưa quý vị, trước những biến thể của virus SARS-CoV-2 xuất hiện thời gian gần đây, nhiều quốc gia trên thế giới đang cân nhắc việc những người tiêm mũi vaccine thứ ba ngừa COVID có thể được coi là tiêm đủ liều, thì tại Việt Nam việc này cũng đang được quan tâm. Ngành Y tế Hà Nội cho biết đang sẵn sàng xây dựng kế hoạch tiêm vaccine năm 2022, nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người trên 18 tuổi. Thông tin này đang gây nhiều ý kiến trái chiều khi nguồn vaccine tại Việt Nam đang rất hạn chế và còn rất nhiều địa phương chưa tiêm phủ hết mũi 1. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi ý kiến từ chuyên gia y tế. Hiện Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA, CDC Hoa Kỳ, Tổ chức Y tế Thế giới đều đưa ra khuyến cáo tiêm mũi thứ ba dành cho các đối tượng như người già, người có bệnh lý nền. Theo các chuyên gia, điều này là cần thiết với những trường hợp dễ bị diễn biến nặng nếu không may mắc bệnh. Trên thế giới đã có rất nhiều các nghiên cứu, rất nhiều các bài báo bàn về vấn đề là ở khoảng thời gian bao nhiêu thì miễn dịch là sẽ giảm. Tuy nhiên, chúng ta còn phải đặt trong các bối cảnh khác nhau, ví dụ có đang có các vụ dịch hay không, hay là đang trong tình trạng là chúng ta đã khống chế hoàn toàn được dịch. Và cái sự sẵn có của vaccine nữa, thì lúc đấy chúng ta sẽ căn cứ vào rất nhiều yếu tố để đưa ra một cái quyết định. Nhưng mà dù còn căn cứ yếu tố gì đi chăng nữa, thì cái việc mà chuẩn bị sẵn một kịch bản, chuẩn bị sẵn một kế hoạch để tiêm phòng mũi 3 cũng là một trong những việc làm cần thiết của tất cả các thành phố chứ không riêng gì Hà Nội trong thời gian tới. Với hai mũi tiêm đầu tiên, khoảng cách giữa hai mũi trung bình từ 3 đến 12 tuần. Với mũi nhắc lại thứ ba, một số hãng khuyến cáo tiêm cách mũi 2 sau 6 đến 9 tháng. Tuy nhiên, với một số đối tượng miễn dịch yếu thì có thể rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 tháng. Chúng ta sẽ vẫn làm theo cái cách trước này chúng ta vẫn làm, đấy là bao phủ cho bằng hết. Sau đó chúng ta mới nhắm đến đối tượng tiếp theo. Thì trên cái quan điểm đó thì chúng ta sẽ phải làm dần dần từng bước, chứ không thể nào mà lại có những nơi lại quá ưu tiên và có những nơi thì lại không hề được tiếp cận với vaccine. Nhưng mà trong thời gian tới đây, khi mà cái nguồn lực nội tại của Việt Nam chúng ta đang có được, ví dụ như là các nhà máy mà chúng ta đang có hiện nay và sản lượng vaccine Việt Nam đáp ứng được, thì cái việc mà chúng ta tiêm tiếp mũi 3 cho những đối tượng nguy cơ và kể cả tiêm phủ mũi 3 cho toàn dân thì đều là những cái điều kiện mà trong tương lai chúng ta sẽ cố gắng phấn đấu. Một câu hỏi cũng khiến nhiều người băn khoăn là việc tiêm nhắc lại mũi thứ ba có thể tiêm vaccine khác loại hay không? Đã có rất nhiều các cái nghiên cứu cho thấy rằng là cái mũi tiếp theo nếu có thì có thể triển khai một cái loại vaccine khác mà không cần phải nhắc lại đúng cái chủng loại vaccine ban đầu. Tuy nhiên, căn cứ theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì rất nhiều nhà sản xuất cho đến thời điểm hiện tại vẫn khuyến cáo rằng chỉ sử dụng vaccine của hãng của mình thì mới đảm bảo. Bởi vì sao? Họ có những nghiên cứu hết sức bài bản, cỡ mẫu rất lớn và từ đó người ta biết được cái sự an toàn và hiệu quả của loại vaccine đó. Ở thời điểm này, Việt Nam vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc tiêm mũi nhắc lại vaccine COVID-19. Vì vậy, người dân không tự ý thực hiện nếu chưa có hướng dẫn từ Bộ Y tế. Điều quan trọng nhất lúc này là cần tuân thủ 5K và các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo để đảm bảo an toàn, tránh tâm lý chủ quan, lơi lỏng trong phòng dịch.